nhôm mà được nhôm nhôm ăn vậy là nhôm vậy cứ nhôm thứ bảy bà than nhôm khơi mà nó nhôm đăng ngày đăng dục đăng ngày thử ngọt mà nhôm vậy mà bà ủa bây khá nhôm kết hạ bà rương nâng á vì nó sọc sọc hay nhôm tay chưa mà nước đã kê sọc chớn á vì miên hưởng ấy cao bị bà mình đã ảnh á miên sọc sọc miên bánh hà gà la ngay nế tiếng này nhóm mà lỡ bong đập vô bong ai ca kết mà ta cái nhóm đai ta thơ ấy nè 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 hạt ấy ban chia bộ quạt lên châu mà lên cái nhóm nè hay bong bong môi chùm nuốt nó còn khơi phiếp áp với chùm miên đai còn lõ hua mau nè hay sơ pi mà nuổi chùm mà môn nâng thơ ấy môi hai chưa xong đây nè đó tay còn ai miên vì bởi đại xà rây á nè nè khá là hay nhom nhom khơi cho nên bằng bây khá là hay nhom miên nhom miên rừng ạ với chấm miên chấm muối nương mà nuôi say mà nuôi say muối chấm nuôn cho ra ta nhom phải học tha tụm ai nhom đằng tầng pro tầng say nhom vậy mà nè bắt ba này nhom á nhom tổng kết mơ kế kế sập tầm miên rừng ở sài nè đại khmer nè con trò chẳng bằng đây thay khuôn nhóm có miền rừng ở sâu đây nè nhóm khơi tràn nè miền rừng ở sâu hay nhóm miền ở quay đại nhóm miền đằng ở bàn tay nhóm bàn khơi nhóm bàn ấy cái đó nhóm lẹ nè nhóm mặt ai quật ập on cái tự về chẳng bằng nhóm bé bong bốn ha bà khmien rương à sâu có khmien rương tặng ọt nâng cát lai mọt đài yeah. Anh nhóm bật chân ạ của quạt tại quạt ạc đăng khá luôn nè quạt ạc đăng khá luôn tại quạt ở ngay nâng á tại quạt miên rương à sâu ấy khá lạ để khá công năng khi nhóm mơ bộ quạt nhóm thường kết bộ quạt khi nhóm ai đăng phí khá luôn anh nhóm ta tôi do cổ bạc à vậy để cắt lăng thật đóng nhóm người tôi dùng lục giang tay cầm ai nhóm đăng tăng pro tăng sợi cầm ai nhóm đăng á anh à kế mình nè đang cầm nhật bộ không nhóm chưa trả lời luôn anh khi nhóm ở tay thưa rương à sơn tập pi cho môi nâng nè na tê nha nhóm hiện đã chỉ vật tập bọc nhóm nhóm hiện đã chỉ vật khi nhóm ở trong ngọc đòi tay hao khi nhóm ở đây do rương à sơn cho môi nè na kê nè xong bay tại mặt đo cao phi mà đồ đẹp nhóm sẵn nhóm dây ở clay và bán năng mà đồ đẹp nhóm sẵn lãnh nhóm phải hạp tha sẵn lãnh khi nha rộp cho nó mong miên tầm mùi vậy nè